kinh văn, tùy thân cận nương người, tới rồi sau lại quên mất, tán rằng đây là nói về không nơi nương nhờ. Chữ đọc là phụ, nghĩa là gần, gần gũi, có hai quả, có thể biết. Kinh văn, nếu học nghề thầy thuốc, tới mà bệnh càng nặng thêm. Tán rằng, phúc mỏng ít phù trợ, có hai quả, có thể biết. Kinh văn, hoặc người khác phản nghịch, tới bỗng dưng bị tai ương. Tán rằng, đây là nói quả báo bị tai bay vạ gió. Chữ đọc là sao, có chỗ viết là hoặc. Theo Ngọc Thiên, nghĩa chữ sao giống nghĩa chữ lược, cưỡng đoạt, có nghĩa là cưỡng đoạt lấy đồ vật, ăn trộm, ngang ngược vô lý mà tới chiếm. Kinh văn, những tội nhân như vậy tới chẳng bao giờ nghe pháp. Tán rằng dưới là ba tụng nói về tám nạn, cho nên không có thiện quả, có ba ý. Một tụng nói về một nạn là sinh ra trước Phật hoặc sau Phật, cho nên chẳng thấy Phật. Một tụng nói về sáu nạn sinh ra ở các chỗ chướng nạn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, bắc châu, trường thọ thiên, cậy mình có thế trí biện thông hoặc điên cuồng, đùi điếc, mãi mãi chẳng nghe pháp. Một tụng nói về một nạn thường thường các căn bị khuyết tật, gộp lại là tám nạn, cho nên không có thiện quả. Đây là ý đầu và ý thứ hai. Kinh văn, trải qua vô số kiếp, tới các căn chẳng đầy đủ. Tán rằng đây là nói các căn bị khuyết tật là một trong tám nạn. Kinh văn, thường ở nơi địa ngục, tới bị tội như vậy đó. Tán rằng dưới có sáu tụng, thuyết minh chung về chúng sinh trải qua bốn đường, thụ tăng thượng đẳng lưu quả, chia làm bốn mục. Một, nửa tụng nói về địa ngục. Hai, nửa tụng nói về ngạ quỷ. Ba, một tụng về súc sinh. Bốn, bốn tụng về ác nhân, kẻ ác. Đây là ba mục đầu, viên quán, vườn quán. Chữ ở đây đọc là quán, tức là chữ quán trong Tử Lâu Quán. Còn quán trong Quán Xá thì viết là các đường ác khác, chỉ ngạ quỷ vân vân, bị phỉ báng chính pháp, tham lam bùn xỉn, chẳng chịu tu đạo nên sinh ở loài ngạ quỷ. Luận cứ trên ở đây ít nên chẳng nói riêng. Kinh văn, nếu được sinh làm người, tới dùng để làm quần áo. Tán rằng dưới đây là bốn tụng nói về quả báo của hạng người ác, có bốn mục. Một, một tụng về ác nghiêm, trang sức xấu xí. Hai, một tụng về ác phục, y phục xấu. Ba, nửa tụng về ác trạng, dáng dấp xấu. Bốn, một tụng rưỡi nói về ác hành, hành vi xấu. Đây là hai quả đầu. Chữ ấm cũng có nghĩa là chữ á, có nghĩa như chữ á đều có nghĩa là câm, chẳng nói được. Chữ ấm có chỗ viết là theo Tự Lâm thì chữ có nghĩa như chữ, chữ đọc là tạ. Chữ có chỗ viết là theo Tự Lâm thì đọc là ách, chỉ tiếng cười. Theo Thiết Vận thì ách có nghĩa là câm, chẳng nói được. Chữ đọc là thư, nghĩa như chữ chỉ ung nhọt. Kinh văn, thân thể thường hôi hám, tới mà bị tội như vậy. Tán rằng đây là ác trạng và ác hành, vì quá chấp trước ngã kiến, si tăng thượng, nên tham sân có thể biết được tới mức nào. Kinh văn, bảo cho Xá Lợi Phất, tới đừng nên thuyết kinh này. Tán rằng 28 tụng trên là thuyết minh về bất tín quả, hai tụng này là kết luận. Kinh văn, nếu có người lợi căn, tới mới nên thuyết cho họ. Tán rằng đây là 66 tụng, chỉ rõ cái đúng cái sai của con người, khiến nên học đúng trừ sai. Trong có 4 đoạn, trên là 3 đoạn. Đoạn thứ 4 ở dưới có 19 tụng ý nói, đối với người có trí thì nên thuyết cho họ. Có 2 phần, phần đầu gồm 17 tụng nói về tướng nên thuyết cho, phần sau là 2 tụng để kết luận. Trong phần đầu lại có 3 đoạn nhỏ. Một, đoạn đầu là một tụng rưỡi nói về những người từ trước tới nay chưa hề phát tâm thì phải nghiệm thấy là có Phật chủng tính mới đáng thuyết cho họ. Hai, thứ đến 10 tụng rưỡi nói về sự người, những người tuy phát tâm rồi nhưng phải có sự tu tập về lục độ mới có thể thuyết cho họ. Ba, cuối cùng là 5 tụng nói về những người tuy có Phật chủng tính, có sự tu tập về lục độ rồi nhưng còn phải có tâm trọng pháp, cầu pháp nữa mới có thể đáng để được thuyết cho.
Đoạn đầu này nói phải nghiệm thấy có 6 đức: 1. Lợi căn, vì nghe thì hiểu ngay; 2. Trí tuệ phân biệt được đúng sai; 3. Sáng suốt, vì chẳng mê ám; 4. Đa văn, kiến thức rộng, vì chưa có sự học tập bồi dưỡng; 5. Cường thức, trí nhớ tốt, tinh tường lanh lợi; 6. Muốn được thuyết pháp hoa cho, vì cầu chuộng đạo Phật chứ chẳng phải là đạo khác; thích siêu trần thoát tục, hoặc là tính cầu giác lộ, chẳng thích ngu mê, như vậy thì mới đáng để thuyết cho. Kinh văn, nếu lại đã từng thấy, tới mới nên thuyết cho họ. Tán rằng, đây là mục nói về tuy đã phát tâm, nhưng phải có sự tu tập về lục độ, trong đó có 6 ý. À, một tụng rưỡi đã từng vun trồng thí hy tập, có sự tu tập về hạnh bố thí. B. Một tụng tinh tiến tập. C. Một tụng rưỡi nói về định tập. D. Ba tụng nói về giới tập. E. Một tụng rưỡi nói về nhẫn tập. F. Một tụng nói về tuệ tập. Đây là ý đầu, vì đã từng được thấy Phật, cho nên từ lâu đã vun trồng thí tập, như vậy mới có thể thuyết cho họ. Những điều nghiệm thấy nêu ra dưới đây, tùy theo từng sự giống như ở Bồ Tát Địa mà kiểm nghiệm rồi thuyết cho họ. Kinh văn, nếu là người tinh tiến tới mới nên thuyết cho họ. Tán rằng, đầu tiên là một tụng nói về cần, tinh tấn, siêng năng. Sau đó là một tụng rưỡi nói về định. Kinh văn, lại nữa Xá Lợi Phất tới mới nên thuyết cho họ. Tán rằng, đây là ba tụng nói về giới tập. Đầu tiên là một tụng rưỡi nói về xả ác, cận thiện duyên, phẩm an lạc hạnh sẽ thuyết về tướng này. Sau đó là một tụng rưỡi nói về kiên trì tịnh giới. Chữ có âm đọc là khiết, nghĩa là thanh tịnh. Kinh văn, nếu người nào không sân tới mới nên thuyết cho họ. Tán rằng, một tụng rưỡi đầu nói về nhẫn tập, hai tụng sau nói về tuệ tập. Chất trực an thụ là khổ nhẫn, thường mẫn nại, oán là hại nhẫn, kính Phật đế sát là pháp nhẫn. Kinh văn, nếu có tỷ kheo nào tới mới nên thuyết cho họ. Tán rằng, dưới đây là năm tụng nói về ý, còn hay cầu pháp trọng pháp, chia làm hai phần. Hai tụng rưỡi đầu nói về ý một mực cầu đại thừa, hai tụng rưỡi sau nói về ý thành tâm cầu đại thừa. Phần đầu này có hai: một tụng đầu nói về ý cầu pháp đỉnh thụ, một tụng rưỡi sau nói về ý chẳng cầu kinh khác. Kinh khác ở đây chỉ kinh tiểu thừa. Kinh thiện giới nói, nếu trong học đại thừa mà chưa rốt ráo thì chẳng được học thừa khác, tứ minh luận khác. Nếu trong đã rốt ráo rồi thì hàng ngày hai phần học đại thừa nội minh, một phần học kinh khác. Trong này hoàn toàn không cho phép học kinh khác dù chỉ một kệ, như vậy là để cho hạng sơ học chuyên cầu đại thừa học và tu lâu dài. Kinh văn, nếu người nào chí tâm tới mới nên thuyết cho họ. Tán rằng, đây là thuyết minh về hạng thành tâm cầu đại thừa, có hai ý. Đầu tiên là một tụng nói về ý thành tâm cầu đại thừa, sau đó là một tụng rưỡi nói về ý chẳng cầu ngoại điển, chí tâm chẳng khinh đại thừa. Hạn như vậy mới nên thuyết cho, vì chí thành có thể cảm ứng với thần, nhất niệm có thể thành thánh. Kinh văn, bảo Xá Lợi Phất rằng, tới kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tán rằng đây là mục đối với người có trí thì nên thuyết cho họ. Trong này có hai phần, trên kia là tướng nên thuyết cho, còn đây là kết luận. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán quyển thứ 6 phần trước xong, ngày mùng 4 tháng 12 năm Bảo An thứ 3, sau khi đem bản của Viên Như Phòng chùa Hưng Phúc ngắt câu xong, sư tăng giác chùa Pháp Long đem in để pháp trụ lâu dài, vãng sinh cực lạc. Bản được chọn là bản do các bậc có danh tiếng cao chấm ngắt văn mạch. Quyển thứ 6 phần sau. Sa môn khuy cơ chùa Đại Từ Ân Soạn phẩm tứ tư tín giải gồm 3 môn phân biệt: 1. Nói rõ dụng ý; 2. Giải thích tên phẩm; 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý. Dụng ý của phẩm này có 2. 1. Thu tử là bậc thượng căn, nghe thuyết pháp thì vui mừng mà lĩnh hội. 4 người khác là hạng trung căn, nhờ dụ hiểu mà hớn hở tỏ ngộ, cho nên sau phẩm thí dụ mới có phẩm tín giải. 2. Luận giải thích 7 loại cụ túc, chúng sinh phiền não tính có 7 thứ tăng thượng mạn, để đối trị các thứ này, thì thuyết 7 thí dụ,
Trong đó phẩm thí dụ trước là dụ thứ nhất nhà lửa. Hạng người cầu thế lực khởi điên đảo, khởi tăng thượng mạng, cầu công đức, cầu quả báo diệu cảnh giới của người và trời. Thì thuyết dụ nhà lửa cho hạng này, phẩm tín giải này là dụ thứ hai. Hạng người cầu giải thoát theo thành phần thừa thì một mực tăng thượng mạng nói rằng: thừa của ta không khác gì thừa của Như Lai, tức Phật thừa. Vì họ điên đảo như vậy, cho nên để đối trị cho loại chuyên cầu thanh văn giải thoát này, thì thuyết dụ về người con nghèo túng, trước kia vì thừa vô vi và thừa quý khủng khác, nên nói thừa là một để khuyến khích họ nhập đại thừa, họ bèn mê chấp. Nên nói rằng họ giống như người con nghèo túng của trường giả, thừa hữu vi và thừa đầu khác nhau để khuyên họ bỏ mê chấp. Cho nên sau phẩm trước thì có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Đại đẻ có 4 môn. Một, trừ nghi thì gọi là tín, phá mê thì gọi là giải, chứ âm đọc là giải. Bốn người khi xưa nghi rằng mình chẳng thành Phật nên chẳng vui mừng, ưa thích gì đối với tâm Bồ Đề nên cũng chẳng thể chứng ngộ được chính giác. Do đó mà khi ngồi nghe thì bản thân lơ là, uể oải. Sau được nghe dụ thuyết nói là giống như thu tử trước đây thì nghi hối đều trừ bỏ được, cho nên gọi là tín giải. Tín tức là tịnh tâm nhẫn dục, giải tức là diệu trí ấn chứng được pháp hy hữu nên mình sẽ thành Phật, hiểu được ý Phật nói. 2. Tín có nghĩa là trừ được sự chẳng tin, giải có nghĩa là phá được sự chẳng hiểu. Xưa thì hiểu tam thừa nhưng chẳng tin nhất thừa, hoặc là tin tam thừa nhưng chẳng hiểu nhất thừa. Nay mới hiểu được nhất thừa và cũng tin tam thừa, hiểu tam thừa và cũng tin nhất thừa. Tâm thanh tịnh hơn nữa lại hiểu biết, cho nên gọi là tín giải. Tín là cái tâm năng liễu ngộ thanh tịnh, giải tức là cái lý sở đạt sáng tỏ. Giải thì sâu, tín thì nông, đầu cuối đều thuyết. Do tín cho nên thâm nhập nền tảng đại thừa, nhờ giải nên chứng được gốc của chân tông, nêu lên cả hai khả năng cho nên gọi là tín giải. Tín tức là ấn thuận cái danh sở văn, tin theo những điều được nghe. Giải tức là hiểu được ý nghĩa của quyền thực, đối với quyền thực thể đều tín giải. 3. Tín thể hiện là do tha, giải chứng tỏ là tự mình tỏ ngộ. Trước nói rằng các thành phần khác tin lời Phật nói, cho nên tùy thuận kinh này, đó chẳng phải là phần trí tuệ của mình, cho nên thể hiện là do Phật. Bốn người mới tin, đã có sự tin tưởng rồi thì tự mình so sánh mới sinh ra giải ngộ, cho nên gọi là tín giải. Tín là thuận tha mà tâm tịnh, giải chính là thể hiện rõ bản thân mình, có thể hiểu biết được, đối với người, với pháp đều tín giải. 2. 4. Hai từ tín, giải mỗi hạng đều có sự phân biệt khác nhau. 1. Hạng độn căn chính kiến thì tín mà chẳng giải, tin mà chẳng hiểu. 2. Hạng lợi căn tà kiến thì giải mà chẳng tín, hiểu mà chẳng tin. 3. Hạng lợi căn chính kiến thì vừa tín vừa giải. 4. Hạng độn căn tà kiến thì chẳng tín chẳng giải. 5. Hạng phàm phu sơ tâm thì tin mà chưa hiểu. 6. Hạng Bồ Tát chứng giải rồi thì tin, trước khi nhập địa thì do tín mà giải. 7. Hạng nhất thiền đề chẳng tín chẳng giải. Nay ở đây gồm cả hai ý, đó là tín giải. Chẳng phải là tin mà chẳng hiểu, chẳng phải hiểu mà chẳng tin, tin và hiểu cho nên gọi là tín giải. Đều lấy câu thứ 3. Tín là tịnh tâm định thú, giải chính là thâm trí ngộ hội, trí tuệ sâu sắc liễu ngộ chân lý. Đối với giáo, với lý đều tin đều hiểu, vì đó là tỷ giải. Tùy tăng nghĩa mà lý giải mục đích của quyền thực. Tín là quy phục tông chỉ của nhất thừa, nhưng chưa chứng được về lý, nên chẳng nói là giải. Vì nghĩa bản chung đều duyên giáo lý, vừa tín vừa giải. Đây là giải thích tên phẩm tín giải, theo kiểu trì nghiệp. 3. Giải đáp thắc mắc. Câu hỏi 1. Theo Tỳ Bà Sa Luận thì nói rằng hạng thanh văn có 3 hạng, hạng thượng căn chỉ có một vị, đó là Xá Lợi Phất, đã từ một mình tu luyện căn tính 60 kiếp. Hạng trung căn cũng chỉ có một, đó là Đại Mục Liên. Hạng hạ căn gồm các vị thanh văn khác đều thuộc về hạ hạ tính. Vì sao giờ đây bốn người lĩnh ngộ đều là trung phẩm, tức trung căn? Đáp: thu tử lĩnh ngộ trước chưa sai, với tông chỉ của mình
Bốn người trung căn nào có trái với lý này? Nếu so sánh ở trong hàng thanh văn thì trung phẩm chỉ có một mình Mục Liên, nhưng phát tâm hướng theo đại thừa thì gồm thêm cả bốn người, vậy có gì sai đâu? Hơn nữa, như thiện hiện ngộ không, mãn tử biện thuyết, ba ly chỉ luật, ca diếp đầu đà, mỗi người đều có sự thắng trội của mình, cần gì cứ phải có năng lực như nhau, cho nên cả bốn đều là trung phẩm, như vậy cũng chẳng trái lẽ. Câu hỏi 2, cớ sao trong phần 7 thí dụ, luận gọi đây là dụ về đứa con nghèo túng, mà trong kinh tiêu đề của phẩm lại gọi là tín giải? Đáp, tín giải là gốc thì mới có thể thuyết dụ. Luận gọi tên là đứa con nghèo túng là theo nghĩa phá bệnh. Kinh theo căn bản pháp nên gọi là tín giải, tên gọi được đặt ra theo sự thắng trội của sự lý, chứ không cần đặt ra thể lệ nhất định. Kinh văn, lúc ấy tuệ mệnh tới vui mừng phấn khởi. Tám dòng phẩm này có ba đoạn lớn. Đoạn đầu kể về sự vui mừng của bốn người, thứ đến đoạn nói về sự lĩnh ngộ của bốn người, cuối cùng nói đến sự đội ơn của bốn người. Trong tục ở dưới nói rằng ơn lớn của Thế Tôn, đó chính là phần này. Trong đoạn đầu có hai phần. Phần đầu nói rõ sự vui mừng, phần sau nói rõ sự kính trọng, ngưỡng mộ. Đây là phần đầu. Tuệ mệnh lẽ ra phải nói là cụ thọ, thọ mệnh đầy đủ. Bọn thế tục đều thích sự trường thọ của xác thân, các bậc thánh nhân thì đều quý mệnh trí tuệ, ca ngợi mong muốn thành tựu được cả hai, cho nên gọi là cụ thọ. Chỉ nói tuệ mệnh thì nghĩa sẽ thiếu. Thêm nữa, Ngài Chân Đế và Ngài Bát Nhã nói rằng gọi là tịnh mệnh là căn cứ vào đoạn đức, gọi là tuệ mệnh là căn cứ vào trí đức. Nay gọi là cụ thọ thì thể hiện được cả hai đức đoạn và trí. Chỉ nói tuệ mệnh thì nghĩa sẽ thiếu. Còn ba tên khác thì căn cứ vào tính mà đặt tên, bỏ cái nhỏ nêu cái lớn làm tên. Gọi là thiện hiện là lấy việc đức được nổi bật mà đặt tên, chỉ lấy tuệ mệnh làm đức. Gần thì nghe dụ thuyết mà điều pháp vị tàng hữu, xa thì nghe thụ ký lại sinh hoan hỷ, phấn khởi dũng dược. Nghĩa này chung cho cả hai, tức là khi được nghe pháp cả gần lẫn xa, hoặc là pháp vị tàng hữu, tức là thọ ký. Kinh văn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy tới mà bạch Phật rằng: tán rằng đây là thuyết minh về sự thành kính ngưỡng mộ, biểu hiện có chín nghĩa. Một, từ chỗ ngồi đứng dậy thể hiện từ nhị thừa đã phát tâm theo đại thừa. Hai, sửa sang y phục thể hiện giữ gìn đầy đủ Bồ Tát giới. Ba, đề trần vai phải biểu hiện sự cắt tường của nhất thừa. Bốn, đầu gối phải quỳ xuống đất biểu hiện đã hạng phục được cái tâm chấp trước nhị thừa trước kia. Năm, nhất tâm biểu hiện chuyên cầu đại thừa, chẳng thụ một câu kệ của các kinh khác. Sáu, chắp tay biểu hiện trong tâm tỏ ngộ được điều Phật nói, nhận thức rõ quyền thực. Bảy, khom người cung kính biểu hiện tự thân tâm đều thuận phục. Tám, chiêm ngưỡng tôn nhan biểu hiện tâm quán giáo lý, thấy được cả hai thân, pháp thân và hóa thân của Phật. Chín, mà bạch Phật rằng, nêu rõ sự tín giải. Kinh văn, chúng tôi đứng đầu chư tăng tới tam hiệu tam bồ đề, tán rằng dưới đây là đoạn thứ hai, nói rõ về sự lĩnh thuật của bốn người. Đầu tiên là trường hàng, sau đó là kệ tụng. Trường hàng có ba, đầu là pháp lĩnh, thứ đến dụ lĩnh, sau là hợp lĩnh. Pháp lĩnh, lĩnh ngộ về pháp, có hai ý. Đầu tiên là nêu rõ xưa kia chẳng mong cầu, sau đó nêu rõ nay đã chứng đắc. Đó là đoạn chúng tôi nay ở trước Phật trở xuống, nêu rõ xưa chẳng mong cầu, vì Phật xưa kia thuyết về quyền thừa. Tôi đã đắc quyền thừa rồi, cho nên trước hội Pháp Hoa chưa mong cầu chứng đắc thực pháp nhất thừa và sẽ được thành Phật. Nay đã chứng được, có nghĩa là nay được nghe về nhất thừa, sẽ được thành Phật, thì lĩnh ngộ được sự giáo hóa của Phật. Đầu tiên là quyền, sau đó là thực. Văn phần đầu có hai, đầu tiên là phần sơ lược, sau đó là phần giảng rộng. Đây là phần sơ lược, có bốn ý. Một, đứng đầu chư tăng, danh vọng lớn, địa vị cao. Hai, tuổi tác già nua, sức lực suy yếu. Ba, tự cho rằng mình đã chứng được niết bàn, khổ hết tâm vui. Bốn, không còn kham nổi thứ gì nữa vì tính tình vụng dại,
do bốn nghĩa này mà không còn có chí cầu tiến thủ nữa, cho nên xưa kia chẳng mong cầu. Kinh văn: Thế Tôn xưa kia tới tâm chẳng ưa thích, tán rằng dưới là giảng rộng về chẳng mong cầu, đầu tiên nói về sự việc xưa, sau đó là giải thích nguyên do. Đây là phần đầu. Trong phần đầu lại có hai phần. Đầu tiên nói về trì tu tự hành. Thời Phật thuyết về bát nhã, chỉ nghĩ tới lý không, vô tướng, vô tác. Sau đó là nói về chẳng thích đại thừa, chẳng thích Bồ Tát Pháp. Xưa kia Phật thuyết bát nhã cho các Bồ Tát thời gian lâu dài mà tôi chẳng ưa thích, chẳng tỏ ngộ. Bản thân có sự mệt mỏi, bèn làm ba phép quán. Một, quán không, gồm hai hành không và vô ngã, quán chúng sinh là không. Hai, quán vô tướng, gồm bốn hành tứ diệt đế, quán niết bàn là vô tướng. Ba, quán vô tác, tức là vô nguyện, bao gồm 10 hành khác. Khổ đế có hai, tập đế và đạo đế mỗi thứ có 4, quán chư hữu hết thảy đều vô nguyện. Đây là chung cho cả hữu lậu và vô lậu, bao gồm trong tam tuệ. Vì chẳng nói tới tam muội các nghĩa khác thì đều giống như sự giải thích sơ lược trong Du Già quyển 12. Đây là nói theo ba loại quán của Thanh Văn, chẳng nói phép quán của Bồ Tát. Bồ Tát Pháp gồm 4 món: 1. Bồ Đề Phần, 2. Du Hí Thần Thông, 3. Tịnh Phật Quốc Độ, 4. Thành Tựu Chúng Sinh. Bồ Đề Phần gồm 37 Pháp, tóm lược lại thành thất vị. 1. Tứ Niệm Trụ gồm thân trụ tâm pháp, lấy tuệ làm thể, có nghĩa là do niệm lực mà khi đối cảnh thì tuệ vẫn trụ. 2. Tứ Chính Đoạn gồm Phật nghi đoạn, đoạn đoạn, phòng hộ đoạn, tu tập đoạn, lấy tinh tiến làm thể, vì tinh tiến khởi dụng, có thể tu đoạn. 3. Tứ Thần Túc, có nghĩa là dục cần tâm quán, lấy định làm thể, vì dùng 4 thứ này mà tu định. 4. Ngũ Căn, gồm tín, cần, niệm, định, tuệ, lấy 5 thứ như tên gọi ấy làm thể, vì chúng sản sinh ra điều thiện. 5. Ngũ Lực, thể là ngũ căn, vì khó khuất phục nên lìa căn mà lập thành mục riêng. 6. Thất Giác Chi gồm trạch pháp, tinh tiến, hỷ niệm, định xả, khinh an. Trong đó, ba thứ trạch pháp, niệm định là biệt cảnh, ba thứ cần xả khinh an là thiện sát thường gặp, một thứ hỷ là biến hành. 7. Bát Thánh Đạo Chi gồm chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính niệm, chính định, chính tinh tiến. Chính tư duy lấy tuệ làm tính, vì có thể phát ra ngôn ngữ thông Phật hữu. Chính ngữ, chính nghiệp lấy vô sân vô si thể hiện qua tâm. Ngữ làm thể, thể hiện được vô tham thì gọi là chính mệnh. Vì lìa được 5 thứ tà mệnh nên đều lấy vô biểu sắc tư làm thể. Các thứ khác thì như tên gọi của mỗi thứ. Hợp thể có 37 thứ trên có 9 loại. Hợp thể của 37 thứ trên có 9 loại: 1. Tuệ, 4. Tín, 7. Xả, 2. Tinh tiến, 3. Định, 5. Niệm, 6. Hỷ, 8. Khinh an, 9. Vô biểu sắc. Biến hành có 1, đó là hỷ. Biệt cảnh có 3, đó là niệm, định, tuệ. Thiện có 4, tức là tín, cần, xả, khinh an. Sắc pháp có 1, đó là vô biểu. Theo như vô cấu xương sở thì cách tu của Bồ Tát khác với Thanh Văn, cho nên Bồ Tát phần, cho nên Bồ Đề phần gọi là Bồ Tát Pháp. 2. Du Hí Thần Thông. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Bồ Tát có 10 pháp gọi là Du Hí Thần Thông. 1. Thị hiện xả thiên thọ. 2. Thị hiện thụ sinh. 3. Thị hiện các thứ cười đùa của trẻ nhỏ. 4. Thị hiện xuất gia. 5. Thị hiện khổ hạnh. 6. Thị hiện hướng Bồ Đề Thọ. 7. Thị hiện hàng ma. 8. Thị hiện ưa thích tịch tĩnh thành đạo vô thượng. 9. Thị hiện truyền pháp luân. 10. Thị hiện nhập niết bàn. So với 8 tướng nói trong luận có sự khác nhau. 3. Tịnh Phật Quốc Độ. Kinh Vô Cầu Húc Xưng quyển 1 nói là có 18 chủng nhân gộp lại thành 8 loại, đó là: 1. Phát khởi vô thượng Bồ Đề tâm. 2. Thuận ý lạc. 3. Thiện gia hạnh. 4. Tăng thượng ý lạc.
Bốn thứ này đều như tên gọi, bảy chỉ tức lục độ, là sáu thứ gộp lại. Sáu phát khởi tứ vô lượng tứ nhiếp sự xảo phương tiện bồ đề phần. Bảy hồi hướng phàm là tu thiện đều tu hồi hướng. Tám tịch tĩnh tức vô hạ, tự giữ giới thực hành thập thiện nghiệp đạo. Phẩm Hương Đại Kinh đó nói có tám pháp. Một, nghĩ tới là hữu tình, làm các việc thiện mà chẳng mong thiện báo. Hai, nghĩ muốn chịu khổ thay họ, thiện căn của ta để hồi hướng bố thí cho họ. Ba, nghĩ tới hữu tình, tâm đó bình đẳng, tâm không chướng ngại. Bốn, nghĩ tới hữu tình, đã phá điều phục tâm kiêu mạn, kính yêu họ như Phật. Năm, tín giải tăng lên, không nghi ngờ, không phỉ báng đối với kinh chưa được nghe. Sáu, không có tâm địa ghen ghét đối với lợi dưỡng của người khác, chẳng sinh kiêu mạn về lợi dưỡng của mình. Bảy, điều phục tâm mình, thường xuyên phản tỉnh về lỗi lầm của mình, chẳng chê bai điều sai phạm của người khác. Tám, luôn luôn không phóng dật, thường xuyên tu thiện. Đây là tám pháp vô hủy vô thương. Thực hành các pháp này thì khi mệnh trùng sẽ được sinh về cõi tịnh độ khác. Nói rộng ra thì như chương tịnh độ đã nói. Bốn, thành tựu chúng sinh, đó là các hạnh lợi tha, giáo hóa, làm lợi cho ngoại vật, tức chúng sinh. Trong này, tức là thất địa, tứ Bồ Tát hành, có nghĩa là Bồ Đề phần hành, đó gọi là Bồ Tát Pháp chư thần thông hành, Ba La Mật hành, đó gọi là tịnh Phật quốc độ thành tựu hữu tình thành. Đối với bốn loại pháp trên trong Đại Thừa, chẳng nảy sinh một ý niệm ưa thích vì không kham nổi kinh văn. Vì sao vậy? Tới tâm ưa thích. Tán rằng đây là giải thích lý do có hai. Một, đạo đã mãn, không khổ, tâm an. Hai, tuổi đã cao, sức đã kém, cho nên đối với pháp Đại Thừa thì cho rằng đó chẳng phải là điều mong muốn của mình, nên trong tâm không hề ưa thích kinh văn. Chúng tôi nay ở trước Phật tới chẳng cầu mà tự mình lại được. Tán rằng đây là nói rõ về sự được ngày này, đó là được pháp Đại Thừa sẽ thành Phật. Có ba ý: một, đắc ký tâm lĩnh ngộ chung về vòng đầu. Hai, nghe pháp sinh hỷ, lĩnh ngộ riêng về dụ thuyết. Hai thứ này là lĩnh ngộ. Ba, mừng được thiện lợi vô lượng chân bảo, đó tức là Đại Thừa. Kinh văn, bạch Thế Tôn, chúng tôi ngày nay tới để sáng tỏ nghĩa này. Tán rằng dưới là trình bày riêng về thí dụ có hai phần. Đầu tiên là bàn chung về thuyết dụ, sau đó chính thức trình bày lời dụ. Đây là phần đầu. Vì Phật trước đây nói là các người có trí sẽ nhờ thí dụ mà được giải ngộ, cho nên nay cũng nhờ dụ mà lĩnh ngộ được ý Phật. Kinh văn, vì như có người đã từng ở tuổi ấu trĩ, tán rằng dưới là trình bày lời dụ. Có hai dụ, đầu tiên là xưa chẳng mong cầu, sau đó là dụ về ngày nay lại được. Đó là đoạn từ chỗ sau ít lâu nữa, cha biết ý con dần dần thông suốt trở xuống. Tức là dụ đầu nói về ngày xưa trụ ở quyền thừa và chẳng mong cầu đại thừa. Dụ sau nói về ngày nay, nghe giảng về thực thừa và lĩnh hội được. Lời văn dụ đầu có 6 đoạn. Một, ví như có đến ấu trĩ, dụ về lúc ban đầu phát tâm. Hai, từ bỏ cha trốn mất trở xuống là dụ về thoái lưu sinh tử. Ba, từ tuổi đã khôn lớn trở xuống là dụ về giữa chừng lại gặp Phật. Bốn, từ cha thường nhớ con trở xuống là dụ về chẳng chịu tu đại thừa. Năm, từ cha xa xa nhìn thấy con mà bảo với sứ giả trở xuống là dụ về việc giáo hóa bằng nhị thừa. Sáu, từ bạch Thế Tôn bấy giờ trường giả bị ốm trở xuống là dụ nói về việc khai thị cho đại thừa mà người nghe chẳng hy vọng. Đây tức là lời văn phần đầu. Bốn đoạn đầu thì giống như trước đã nói, nơi hai vạn Phật giáo hóa bằng đại thừa. Đoạn thứ năm, phương tiện dẫn đạo sinh trong pháp ta. Đoạn thứ sáu, trước hội pháp hoa thuyết vẻ bát nhã cho, nhưng chỉ nghĩ tới lý không, vân vân, chẳng sinh ra ưa thích. Này trong khi đã thu hoạch được thực thừa rồi mới khiến nhớ lại đạo đã tu hành và thuyết pháp hoa cho. Ấu là yếu, trĩ là nhỏ. Lúc ban đầu khi là 16 vương tử,
Dạy phát tâm đại thừa vì vẫn còn mật thuyết chưa tu hành rộng nên gọi là ấu trĩ. Kinh văn bỏ cha trốn đi tới 50 năm. Tán rằng đây là dụ thứ hai nói về thoái lưu sinh tử, thoái chuyển luân hồi trong vòng sinh tử. Đối pháp luận dẫn kinh nói rằng nếu có ai thành tựu được thế gian tăng thượng phẩm chính kiến thì dẫu trải qua ngàn kiếp sinh cuối cùng vẫn chẳng đọa vào đường ác. Luận đó căn cứ vào thượng phẩm tối sơ phát tâm. Này thuyết về hạ phẩm phát tâm, bởi vậy thoái lưu sinh tử, tâm chưa kiên cố, chẳng một mực ưa thích Phật. Đó gọi là bỏ cha, trái với giáo lý thường là việc ác, đó ví với việc trốn đi. Đào nghĩa như tị có nghĩa là trốn, thệ nghĩa như vãng, hành khứ có nghĩa là đi, ra đi, đi mất. Nước khác thà quốc, vì với vòng sinh tử, vì ở lâu thì chẳng thể ưa thích được. Nước mình tự quốc, vì với Phật Pháp, vì ở lâu thì khiến được an lạc. Trong kinh Niết Bàn ví Phật Pháp là tha quốc, nước khác, vì chẳng phải thuộc phần mình, sinh tử là tự quốc, nước mình vì thuộc phần mình. Ví dụ trong kinh này và trong kinh ấy khác nhau, kinh này có hữu tính và sau khi phát tâm là tự tha, kinh ấy coi vô tính và khi chưa phát tâm là tha tự, như vậy cũng chẳng trái ngược nhau. Trước tùy coi ba cõi nói chung đều là ngôi nhà lớn của Phật, nay lại coi đó là nước khác tha quốc, vì nhiễm tịnh khác nhau về thể nên nước chia ra làm tha tự. Thêm nữa, nếu theo phàm thuyết thì cũng chẳng trái nhau. Lại nữa, nếu theo đại bi thì sinh tử là nhà, nếu theo đại trí thì mới gọi vòng sinh tử là tha quốc. Trong dụ thuyết ở dưới có 5 loại nước: 1. Ở lâu tại nước người tha quốc, 2. Gặp hướng về bản quốc, 3. Khắp cả là nước người tha quốc, 4. Trải qua quốc ấp, 5. Cùng hội họp với quốc vương đại thần. Loại đầu và loại thứ 3 thì coi sinh tử là tha quốc, nước người. Loại thứ 2 thì coi Phật Pháp làm bản quốc, nước mình. Loại thứ 4 là nói chung lợi lạc của Phật Pháp rộng lớn, ví như một nước. Loại thứ 5 là nước của vua chúa trong loại người, hoặc là ví với bốn chúng trong nước Phật Pháp. Hoặc 10 cho đến 50 tuổi, rong ruổi trên 5 đường, thì gọi là chủng tử. Vì ai? Này đều dựa vào 10 nghiệp đạo. Kinh văn tuổi đã khôn lớn, tới gặp đường hướng về bản quốc. Tán rằng dưới đây là đoạn thứ 3, là dụ nói về giữa chừng lại được thấy Phật. Tức là trước khi chưa thoái đại bồ đề tâm, lại được gặp Phật vì đời đời đã từng theo sự giáo hóa của Phật. Phần trước đây gặp Phật đều được giáo hóa bằng đại thừa, văn chia làm 3. Đầu tiên là nói về con lớn lên trở về nước, thứ đến là cha trước đã tìm con, cuối cùng là con gặp cha đến thành. Đây là phần đầu, trong đó có 6 ý. 1. Căn tính dần thành, gọi là tuổi đã khôn lớn, đó là tập chủng tính vậy. 2. Chưa tu phúc tuệ, đó gọi là lại bị khốn cùng. 3. Luân chuyển trong tứ sinh, gọi là bôn ba khắp bốn phương. 4. Tìm đường khỏi khổ, gọi là để cầu cơm áo. 5. Do chủng tính bức bách mà tuệ tâm do văn tư ngày ngày luôn sinh trưởng, gọi là dần dần tu hành. 6. May gặp Phật Pháp, gọi là gặp đường hướng về bản quốc. Sự giáo hóa cho khiến phát tâm đại thừa, tuy có bị thoái chuyển phải luân hồi trong vòng sinh tử, nhưng nay lại gặp được Phật Pháp và dung nạp được, thuận theo những điều đã tu trước kia nên gọi là tới bản quốc, đáo bản quốc. Chỉ nghĩa như bôn, xính nghĩa như tàu, chỉ xính là bôn ba, rong ruổi vậy. Kinh văn, người cha từ trước đến nay tới dừng chân trong một tòa thành. Tán rằng, đây là mục thứ tư nói về người cha từ trước đến nay đi tìm kiếm. Có 3 ý: 1. Tìm con, dừng ở trong thành; 2. Tiền của rất nhiều; 3. Khách lợi, phong phú. Đây là ý đầu, cha là hóa thân Phật, dẫu từ trước đến nay đã từng hóa đạo, nhưng chúng sinh tự thoái, cho nên gọi là từ trước đến nay tìm con mà tìm chẳng được, giữa trường dừng lại ở một tòa thành. Sinh tử,
là giữa trường thành, đây là đại thừa. Kinh Vô Cấu Xương nói rằng đó là hộ pháp thành. Này coi pháp đại thừa là thành, vì sắp thuyết đại thừa để khiến phát tâm nên thành vì với pháp đại thừa. Kinh Văn: Nhà ông giàu to tới thảy đều đầy ắp. Tám dạng dưới là nói về của cải rất nhiều. Có tám thứ, trong đây có hai: một, thất bảo vì với thất thánh tài phong phú sung túc; hai, các kho hữu vi kho vô vi dụ cho các đức đều dồi dào. Bác Vật Trí nói: Nhựa thông vào đất 1.000 năm thì hóa thành phục linh, phục linh 1.000 năm thì hóa thành hổ phách, còn gọi là hồng châu. Quảng Trí nói: Bên trên và bên cạnh chỗ sinh ra vật này thì cỏ cây chẳng mọc sâu tới 8-9 thước, to như cái hổng, bóc lượt vỏ bên trên đi thì ở bên trong thành ra hổ phách. Có loại nhựa lúc đầu như nhựa đào, khi đông cứng lại thì thành khí công cụ người phương Tây dùng làm bát. Kinh Văn: Có nhiều đồng bọc tới bỏ dê vô số, tán rằng đây là 6 loại của cải. 3. Điều phục phiền não làm đồng bọc vì có thể sai khiến tùy lòng. 4. Phương tiện thiện xảo là tôi tớ. 5. Diệu nguyện và lực lại là dân. 6. Ngũ thông là voi ngựa. 7. Ngũ thừa là xe cộ. 8. 84.000 các hạnh là vô số bỏ dê. Kinh Văn: Lợi tức xuất nhập tới cũng rất nhiều, tán rằng đây là chỉ khách lợi phong phú. Chân tục đế giáo đó gọi là nhập xuất lợi, vì nhập trong Phật pháp xuất ly sinh tử. Hoặc là tam thừa giáo gọi là xuất, vì xuất sinh tử. Nhân thiền giáo gọi là nhập, vì nhập sinh tử, khiến cho điều thiện dần dần nảy sinh, cho nên gọi là tức. Tức có nghĩa là sinh sôi, nảy nở, vì thương xót chúng sinh đi giáo hóa khắp trong vòng sinh tử, cho nên gọi là đi khắp cả nước khác. Đem thánh giáo tam thừa, đem chính pháp của Phật tuyên dương ở khắp mọi nơi, đó gọi là thương cô cổ khách, lái buôn. Ở đây giống với loại người mà Khổng Tử gọi là cầu được giá đắt mà bán vậy. Loại này chẳng phải chỉ có một hạng, cho nên có rất nhiều tên gọi khác nhau. Thương theo Thuyết Văn đó là chỉ loại bán rong. Theo Ngọc Thiên, người khiến cho vật báu của lạ ở bốn phương được lưu thông, đó gọi là thương lữ. Các chỗ nói thương có nghĩa là thương lượng, song không phải nghĩa ở đây. Chữ đọc là cộ hoặc cô, tự thư không có chữ này. Chỉ riêng Nhĩ Nhã, âm nghĩa của Quách Phác, phần Thích Ngôn có chú thích chữ cổ trong từ thương cổ, được viết thành chữ này. Sách Thiết Vận giải thích cô là thuế trợ, còn cổ là người bán hàng ngồi tại chỗ. Chính thức trong Chu Lễ thì chức thứ 6 là tư thị, coi việc buôn bán, lưu thông, tải hóa. Ngọc Thiên của Trịnh Huyền nói rằng làm cho hàng hóa lưu thông thì gọi là thương, ngồi một chỗ mà bán hàng thì gọi là cổ. Bạch Hổ Thông nói thương có nghĩa là thông thương, nghĩa là thông thường khắp nơi xa gần, gom góp sản vật của bốn phương. Cổ có nghĩa là cố, cố giữ sản vật cho dân đến mua để cầu lợi. Cổ cũng là từ thông dụng mà thôi. Cho nên trong Tả Truyện, khi Tuân Anh ở nước Sở phải nhờ lái buôn nước Trịnh là Trử Trung để đưa ra khỏi nước Sở. Người lái buôn nước Trịnh Tả Truyện gọi là Trịnh Cổ Nhân. Sử ký có ghi lái buôn ở Dương Địch, Dương Địch Cổ Nhân, thường qua lại mua rẻ bán đắt. Khách chỉ là tên gọi chung lái buôn mà thôi. Kinh Văn: Khi ấy người con nghèo túng tới tòa thành mà người cha đã dừng chân. Tán rằng đây là mục nói về người con đã gặp cha tới tòa thành. Tam thừa nội đạo đó gọi là tụ lạc. Đây là câu nói chung tất cả các pháp, các sự thần thông đã thuyết giải, đó gọi là quốc ấp. Trong này đi khắp nội đạo để cầu yếu lĩnh xuất ly, đó gọi là du hành đến các tụ lạc. Văn trước đã nói người con lớn lên trở về nước quy phục Phật pháp rồi, cho nên biết rằng tụ lạc chẳng chung với ngoại đạo. Hoặc nghe thuyết pháp nông hay sâu, hoặc xem thần thông hơn hay kém, đó gọi là trải qua quốc ấp. Quốc thì rộng ví với việc thuyết pháp, ấp nhỏ ví với thần thông. Biết rõ chúng thánh hay dở ra sao,
trở về tới trong sự giáo hóa của Phật Pháp Đại Thừa, đó gọi là tới thành của cha. Theo các giải thích ở sau thì nói rằng mai gặp Phật Pháp, đầu tiên được nghe về Đại Thừa, đó gọi là tới tòa thành của cha. Vì Phật tự trụ ở Đại Thừa, tức là giữa đường lại gặp Đại Thừa. Kinh văn, cha thường nhớ con tới trong lòng hối hận. Tán giảng đây là đoạn thứ tư, là dụ nói về chẳng chịu tu Đại Thừa, có bốn phần. Một, cha thường nhớ con. Hai, cha sai bắt ngay. Hai, con thấy sợ chạy. Bốn, con bèn lo sợ. Phần đầu có hai, đây là thuyết minh chung về sự nhớ nhung, sau đó là thuyết minh riêng về sự nhớ nhung. Đây là ý đầu, 50 năm là dụ cho rong ruổi trong năm đường. Chưa từng nói với ai sự như thế này, là ta từ xưa tới nay chưa từng nói với mọi người, là ta đã từng bảo họ phát tâm Đại Thừa. Này ta thường tâm niệm muốn đem của cải châu báu Đại Thừa cùng sự vui của Nhất Thừa để cho họ, song chỉ nghĩ thầm trong bụng mà chẳng nói rõ ra lời. Hối, chẳng sớm tìm con mà dạy. Hận, con chẳng sớm tìm ta, cho nên gọi là hối hận. Kinh văn, tự nghĩ mình già nua, tới thường nhớ tới con. Tán rằng, dưới là một thuyết minh riêng về cõi nhớ nhung. Có hai ý, đầu tiên là nghĩ tới việc giao phó của cải, sau đó là nghĩ tới niềm vui của mình. Đây là phần đầu. Tu hành đã lâu ngày, đạo đã sớm viên mãn nên gọi là già nua, phúc tuệ vô cùng cho nên gọi là có lắm của cải. Tuy có Bồ Tát song chưa hóa độ được thanh văn, khiến nối ngôi Phật nên nói là không con, hoặc vì con ít nên cũng gọi là không con. Một khi mất đi dụ trợ thị hiện nhập Niết Bàn thì của cải Đại Thừa cũng thầy đều mất cả. Hạng kia căn cơ chín chừa chín, không biết lấy ai để mà giao phó pháp quyền thực, bởi vậy cho nên rất buồn, thường nhớ tới con. Kinh văn, lại nghĩ như vậy tới không còn lo nữa. Tán rằng đây là một nghĩ tới niềm vui của mình, không có con để trao cho của cải, bởi vậy lo buồn. Nếu còn ưng thuận lĩnh lấy thế thì há chẳng vui sao. Chữ âm đọc là thản, có nghĩa là an hòa. Kinh văn, thưa Thế Tôn, bấy giờ tới dừng đứng bên cửa. Tán rằng dưới là đoạn thứ hai nói về người còn nhìn thấy sợ hãi bỏ chạy, có ba phần. Đầu tiên là lời là tới cửa cha, thứ đến là nhìn thấy cha, cuối cùng là lùi chạy. Đây là phần đầu. Chữ âm đọc là dung, có nghĩa như chữ nhậm, chữ mạ, nghĩa là thuê mướn mua thân tâm tinh tiến để cầu yếu lĩnh xuất ly, tâm xoay vần như kẻ làm thuê làm mướn, chẳng phải bản tâm cố ý cầu Đại Thừa, nhưng do chủng tính sắp đạt, may mà tới Đại Thừa nên gọi là bắt gặp nhà cha. Vì chủng tử Đại Thừa gần sinh xa thục cho nên may mắn mới gặp, hơn nữa lại gặp Liễu, nghĩa Đại Thừa, đó gọi là tới nhà cha. Giáo hạnh Đại Thừa có thể giải thích về lý, cũng có thể chứng được về quả, đó gọi là cửa môn. Bây giờ họ chưa thể chuyên cầu cái hạnh tu tập thực hành rộng khắp để chứng quả, mà chỉ biết tướng chung, được nghe, được dạy chút ít, tu được chút nhân, đó gọi là cạnh cửa môn chắc. Bây giờ chưa hoàn toàn có thể nghe tập Đại Thừa giáo, thực hành hạnh Đại Thừa, mà chỉ thể hiện là sẽ nghe sẽ làm, cho nên gọi là đứng lập. Ở yên trong chốc lát thì gọi là dừng trụ. Thêm nữa vì căn cơ bé nhỏ chưa lĩnh hội được Đại Thừa, chẳng gọi là chính thức vào cửa, chính nhập kỳ môn, nhưng cũng hơi tin tưởng tu tập, cho nên gọi là cạnh cửa môn chắc. Trên đây là lấy Phật Pháp dụ cho nước, quốc. Coi hết thảy Đại Thừa là thành trong Đại Thừa trung đạo, chân thực liễu nghĩa gọi là nhà cha, tức là lấy giáo hạnh gọi là cửa môn. Kinh văn, xa xa nhìn thấy cha mình tới cung kính vây quanh. Tán rằng dưới là thuyết minh về việc nhìn thấy cha có bảy ý. Đoạn văn này có hai ý: một, thấy cha an toàn; hai, kẻ xa người hèn đều thờ phụng;
vì cách xa địa lý bất thoái của đại thừa, cách xa chân lý, nên gọi là xa xa nhìn thấy, rào kiến. Phật dùng tứ vô ý làm giường, cũng dùng tứ tĩnh lự làm giường, dùng vô tham, vô sân làm bảo kỷ. Có những bậc có thành tích học tập về các mặt giới định tuệ phụng thờ Ngài, hạng học giỏi cụ túc làm bà la môn, hạng học tuệ làm sát lợi, hạng học định làm cư sĩ, lại thêm các chúng ba thừa đại thừa độc giác thanh văn cung kính vây quanh kinh văn, dùng chân châu an lạc tới đứng hầu hai bên tả hữu tán rằng: đoạn văn này có hai ý. Ba, trang sức thân thể dùng tam niệm trụ làm chân châu anh lạc chuỗi ngọc để trang sức. Bốn, tôi tớ cung phụng hộ vệ diệu nguyện và lực làm lại dân thị hiện điều phục phiền não làm đầy tớ đồng bọc. Tâm chỉ tứ nhiếp làm người cầm phất trần trắng thể hầu thể sạch trừ bỏ diệu nguyện và lực làm lại dân thị hiện điều phục phiền não làm đầy tớ đồng bọc. Tâm chỉ tứ nhiếp làm người cầm phất trần trắng để hầu thể sạch trừ bỏ hết trần cấu, cho nên chẳng lìa thân tâm, đó gọi là đứng hầu hai bên tả hữu. Kinh văn: che báu, che bằng màn báu tới uy đức đặc biệt tôn quý. Tán rằng: trong này có ba ý. Năm, trang nghiêm ngoại vật. Sáu, xuất nạp tài sản. Bảy, kết loại tôn cao. Tứ vô lượng làm màn báu, thất tịnh làm hoa, tổng trì làm phướn, ngũ phần pháp thân, cùng diệu định làm tư nhuận thân tâm, ví như nước thơm dưới đất, giáo tha bằng thất giác chi, ví như giác các hoa. Ngoài dùng muôn hạnh, giống như dùng các vật báu để mà trang sức, trên đây gọi là trang nghiêm. Ngoài thì bố thí pháp tài, đó gọi là xuất. Thân tự tích đức, đó gọi là nạp. Lấy thủ để giải thích nạp, vì nạp là tự lấy, cho giữ là để giải thích ngoài, vì ngoài cho ta. Thêm nữa, xuất nạp như trước, chúng sinh căn cơ chín muồi gọi là lấy thủ. Phật ứng với thời mà giáo hóa gọi là cho giữ, trên đây là xuất nạp. Có những thứ như vậy trở xuống là kết loại tôn cao. Chữ theo thiết vận có âm đọc là sĩ, có nghĩa là quét tước rơi rụng. Còn có âm đọc là sái, thông tục văn giải thích là dưới nước cho khỏi bụi thì gọi là sái. Theo Ngọc Thiên thì đọc là tấn, có nghĩa là rắc. Đây là lúc ban đầu mới hiện tướng hóa thân tịnh độ thắng diệu, cho nên còn nhìn thấy bỏ chạy vì chưa thấy báo thân, cũng chẳng phải là uế độ.